Chiến thắng, lấy vợ kém 15 tuổi, Tết này tôi bớt cô đơn. Thưa quý vị, Chiến thắng trò chuyện với phóng viên ngay sau khi bí mật kết hôn với bạn gái Thu Ngọc kém 15 tuổi vào ngày 30 tháng 12 tại Phú Thọ. Nam diễn viên hài cho biết đây là lần đầu tiên anh chia sẻ về đám cưới với truyền thông. Trước đó, Chiến thắng không muốn tiết lộ vì năm vừa qua anh có nhiều ồn ào khi chia tay bạn gái kém 18 tuổi. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên và nghệ sĩ Chiến thắng. Phóng viên hỏi, bạn bè nghệ sĩ và truyền thông đều bất ngờ khi biết anh kết hôn vào ngày 30 tháng 12 với bạn gái kém 15 tuổi. Tại sao anh giữ bí mật? Sau khi ồn ào chia tay với bạn gái kém 18 tuổi, thú thực, tôi cũng hơi ngại khi chia sẻ về mối quan hệ mới. Thêm nữa, tôi mới chỉ tổ chức tại nhà gái ở Yên Lạc, Phú Thọ, chưa tổ chức ở nhà trai là Vĩnh Phúc. Khi tổ chức tại nhà mình, chắc chắn tôi sẽ thông báo rộng rãi đến bạn bè và báo chí. Hôn lễ của tôi rất đơn giản, không có gì cầu kỳ, hoành tráng. Lúc đầu tôi cũng định giữ bí mật, nhưng cuối cùng mọi người vẫn biết vì có mấy em bên nhà gái đưa lên mạng. Nhưng tôi cũng vui vì mọi người quan tâm đến mình. Phóng viên hỏi, anh quen người vợ hiện tại như thế nào? Chiến thắng trả lời, cô ấy tên là Thu Ngọc, sinh năm 1990. Tên trong lễ thành hôn ghi là Thu Điểm, nhưng tên thật là Ngọc. Tôi quen cô ấy trong một lần lên Phú Thọ biểu diễn. Chúng tôi nhanh chóng có tình cảm với nhau và đi đến kết hôn. May mắn là cả hai bên gia đình đều đồng ý. Phóng viên hỏi tiếp, trong cảm nhận của anh, cô ấy là người như thế nào? Chiến thắng trả lời, sau nhiều lần đổ vỡ, cô ấy mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Cô ấy là giáo viên tiểu học nên cũng rất tâm lý. Tôi nghĩ bình yên thôi là đủ, chưa còn hiểu nhau làm sao được. Hiểu nhau phải mất cả đời, tôi muốn kết hôn luôn để còn gây dựng tương lai sau này nữa. Ở hoàn cảnh của tôi, rất cần một người vợ cho mình, một người mẹ cho con và một người con dâu cho bố mẹ. Phóng viên hỏi tiếp, trong cuộc trò chuyện với tôi cách đây không lâu, anh bảo mình rất cô đơn khi về nhà, nhiều khi ôm gối khóc, bây giờ anh còn trong tình trạng đó không? Chiến thắng trả lời, lấy vợ rồi mới vui và bớt cô đơn hơn chứ. Tôi là người rất yêu gia đình nhưng cũng rất sợ cô đơn. Đi diễn khắp nơi, nhưng diễn xong là tôi đi xe về nhà, dù xa hay gần. Trước đây, khi bước chân vào phòng, tôi thường thấy cô đơn vì không có người phụ nữ nâng khăn sửa túi, chăm sóc sớm hôm. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác vì tôi đã có bà xã lo lắng cho mình. Phóng viên hỏi tiếp, anh định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới tại nhà trai? Diễn viên Chiến thắng trả lời, tôi đang bận nhiều việc quá nên chưa định được ngày. Tất nhiên là sẽ có, nhưng quan trọng hơn cả là vẫn sống với nhau hạnh phúc, êm ấm. Mỗi lần về nhà là thấy vợ con ở nhà. Tôi cũng xin tiết lộ với mọi người là con riêng của tôi rất yêu Thu Ngọc, không hề có khoảng cách hay người xưng hô với nhau là mẹ con rất tình cảm. Đó là điều mà tôi rất mừng. Phóng viên hỏi, năm vừa qua, anh có khá nhiều ồn ào từ chia tay bạn gái 18 tuổi đến việc bị nhận xét là đóng hài như phim xét. Anh đánh giá như thế nào về năm vừa qua của mình? Tôi quan niệm hoạt động là phải có ồn ào. Một người nghệ sĩ mà không muốn có chuyện gì xảy ra thì chỉ có cách là ăn xong lại lên giường đắp chăn đi ngủ. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, làm sao có thể tránh được những chuyện xung quanh. Tất nhiên, có những việc tôi không hề mong muốn xảy ra, nhưng đã xảy ra rồi thì thôi. Tôi mong muốn mọi người hiểu Chiến thắng hơn nữa. Tôi biết là có nhiều bình luận không tốt, nhưng chẳng sao cả. Rất nhiều điều trong cuộc đời này, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Phóng viên hỏi tiếp, trong khi các diễn viên hài miền Bắc khác than thở về chuyện chưa có nhà riêng, thì anh lại sở hữu biệt thự 5 tỷ đồng, cùng xe hơi 3 tỷ đồng. Anh nói sao? Diễn viên Chiến thắng trả lời, các diễn viên khác hoạt động trong nhà hát, họ bị gò bó về thời gian. Tôi thì khác, tôi là diễn viên tự do, nên đi diễn lúc nào cũng được. Ngày tôi chạy 4-5 show đám cưới, nên thu nhập cũng khá. Tôi vừa diễn vừa hát, nên nhận được rất nhiều lời mời. Một tháng tôi chỉ nghỉ 2 ngày, còn lại đi diễn suốt. Thú thật, mấy năm gần đây, tôi kiếm tiền rất dễ. Phóng viên hỏi, diễn nhiều như vậy, anh định bao giờ sẽ nghỉ Tết? Chiến thắng trả lời, năm nào cũng vậy, tôi đi diễn đến khoảng ngày 26-27 tháng Chạp là nghỉ Tết. Đầu năm, tôi sẽ khai xuân vào mùng 6 tháng Giêng. Vậy anh đón Tết Kỷ Dậu 2017 với tâm thế như thế nào? Chiến thắng trả lời, lấy vợ rồi nên tâm thế cũng sẽ khác. Tết năm nay sẽ đầm ấm hơn với cô đơn. Tôi được cái là đi diễn quanh năm, nhưng Tết là lo cho cả đại gia đình. Nhà tôi có 3 anh em, Tết năm nào tôi cũng tổ chức ăn chung. Những ngày gần Tết, tôi đi sắm cành đào, trang trí bàn thờ và nhà cửa cho đẹp. Mấy năm nay thì cấm pháo rồi, nhà tôi thường mở đĩa để nghe tiếng pháo cho có không khí.